Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã triệt phá một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, bắt giữ 5 đối tượng có liên quan. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 4, tại khu vực mốc 606, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Vinh, 18 tuổi, đang tổ chức cho 4 người xuất cảnh trái phép sang Lào. Tại đây, các lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc, 3 đối tượng người Trung Quốc khác lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang Lào. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp lực lượng chức năng Lào tổ chức truy xét, bắt giữ 3 đối tượng này vào chiều cùng ngày. Đối tượng Hồ Văn Vinh khai nhận đã tổ chức đưa đón 4 người Trung Quốc để giao cho người khác, đưa dẫn trái phép sang Lào với số tiền công là 400.000 kíp mỗi người. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.